Hãy cùng khám phá nào. Đội cứu hộ gấu trúc nhỏ, hãy khởi hành ngay. Chú Giật Long ơi, chúng cháu là đội cứu hộ của bé gấu trúc. Những anh hùng nhỏ của đội cứu hộ ơi, làm ơn giúp tôi với, tôi không thể bay. Đừng lo lắng, hãy khám sức khỏe trước. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị khám. Kết quả cho thấy chú Rực Long đang yếu và thiếu dinh dưỡng. Khi chụp cánh, chúng tôi đã thấy nhiều vết thương cần được điều trị ngay lập tức. Đây là loại thảo mộc kỳ diệu, có thể chữa lành vết thương. Chúng ta hãy đi tìm vài cây. Hãy cùng tìm đâu là những loại thảo dược thần kỳ. Rực Long ơi, chúng mình đã tìm thấy các loại thảo mộc kỳ diệu. Cùng điều trị cho chú khủng long ngay nào. Nước ép của loại thảo mộc kỳ diệu có thể chữa lành vết thương. Cảm ơn các bạn, cánh của tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Tuyệt quá. À, tôi đói quá và chẳng còn chút sức lực nào. Đừng lo lắng, tôi có thể biến thành Rực Long máy và giúp chú bắt cá. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị biến hình. Đội trưởng Kiki siêu biến hình. Chú Rực Long muốn ăn những con cá này. Hãy giúp tìm những con cá này nhé. Phía trước có nhiều cá hơn, hãy bay qua đó để kiểm tra. Chúng ta bắt được hết chỗ cá rồi, hãy mang cá đến cho chú Rực Long nào. Chú Rực Long ơi, cá của chú đây. Cảm ơn, tôi lại có thể bay lên cao trên bầu trời rồi. Chúng mình đã xây dựng một thiên đường khủng long. Khi nào rảnh thì bạn đến chơi cùng chúng mình nhé. Hay quá, đi nào.
Chúng ta có khủng long mới, hãy đi tìm một số loài khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Có một cuộc gọi đến. Hi Hi và Miu Miu có tình xấu rồi. Chuyện gì vậy? Không có đủ cỏ, những chú khủng long đang đói. Không vấn đề gì, hãy để khủng long máy lo. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị biến hình. Đội trưởng Kiki siêu biến hình. Kéo những bông hút sắc nhọn ra để cắt cỏ và tìm ra loại cỏ có thể ăn được. Ôi không, con nhện to quá. Hãy dẹp bỏ mạng nhện. Ôi không, con nhện to quá. Hãy dẹp bỏ mạng nhện. Thật đáng kinh ngạc, chúng ta đã có đủ cỏ. Giờ chúng ta hãy quay trở lại căn cứ. Những con khủng long lại gặp rắc rối rồi. Hãy trả lời cùng nhau. Thằn lằn bay không gian ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Loài nào sau đây là thằn lằn bay không gian? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Hãy khôi phục lại hình dạng của thằn lằn bay không gian. Đâu? Cánh. Cánh. Thân. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long. Cảm ơn bạn nhé.